Một lần rồi. Hello. Hello, chào Nam Thi. Ê, Cương Thi. Cương Thi. Đó. Hello chào Cương Thi nha. Thấy chưa? Đã ăn bánh tráng Cương Thi rồi đó. Đang rồi, tôi muốn nói review một lần bên bên tàu nước Cương Phương. Đúng chính xác. Nè, hôm qua nè Cương Thi qua đây có thấy bất ngờ. Bất ngờ đến chỗ. Bác Cương luôn quay qua cái bài bất ngờ, mình cũng bất ngờ đến chỗ. Mà bà hết hồn. Bà phải đổi rửa hai răng nanh lên bà đúng không? Hai răng nanh này đã dính gắn bà rồi hiểu không? Hút mã khó mới được nha. Máu bị đời không hút được bà, tôi trả vô cái dòng máu chị em mình đó, chị em đó. Ok được, nè okay. Rồi, hôm nay là bán đang bán cái này là bá nấu rồi. Bá nấu đúng rồi. Bá nấu này mình gồm có cái gì? Bá nấu của mình gồm có là phèo, có lá mía, có khăn lông, có tổ ong, có lá sách. Nói chung là khăn lông hả? Khăn lông mà khăn lông, cái khăn lông bà nhìn là... vô nó giống như một cái miếng khăn của mình vậy đó. À, là cái khăn mình đau mình đau mình vậy đó đúng không? Cái khăn của mình, nhưng mà cái bộ phận của lòng bò thì nó có cái miếng khăn như vậy, người ta gọi là khăn lông. Nhiều người ta hỏi ủa tại sao gọi là khăn lông, mình không biết nhưng tại sao đúng không? Nhiều người giống như là cái món này đã có từ lâu đời rồi đúng không? Ủa, có lâu đời rồi, từ thời vua chúa tới giờ. Vua chúa đó không, thời vua chúa hồi xưa. Đúng không? Cái thời bây giờ mình chưa có đâu. Hồi đời không có ăn được, hồi xưa đâu có ăn được món này đúng không? Nếu mà ăn vô thì bị bể bóng, là không đúng, là thô. Bây giờ mới ăn được, mới ăn được mới biết. Chỉ có quán BD mới có thôi. Hay quá trời luôn. Vậy một phần kia là mình bao nhiêu tiền? À, một phần của mình là vậy là 30 ngàn. 30 ngàn, 30k nha mọi người. Dù mình ăn bánh mì hay mì gói thì mình cũng được giá 30. À, thật sự là bây giờ mình thấy cái nước nó nấu lên phá đấu là thật sự rất là ngon. Đúng và đậm đà nha mọi người nha. Nếu mà mọi người nhìn xem đi, cái phá đấu mình rất là đậm đà luôn. Mà bây giờ Cương Thi chưa có ăn thử một chút xíu, Cương Thi sẽ ăn thử như thế nào để qua đây để trước tiên là thăm tà. Đó. Thứ hai đó là ăn cái này, ăn phá đấu của bà nè. Đúng rồi, trước tiên thì xin cảm ơn Cương Thi hôm nay đã tới quán của phá lấu BD, review quán của phá lấu để cho mọi người biết tới quán phá lấu BD là chị giống giả bài quá nè. Bà lại hẳn nói tiếp. Bà nói mà bà thì để cắt ngang người ta không, mà thì cầu ghê luôn vậy đó. Tôi xưa giờ bà không cho người ta nói gì hết trơn. Giờ để cho bà nói lại nè, 2, 3. Đó, lời nói đầu tiên phải không? Cảm ơn Cương Thi hôm nay đã quán review quán mình đúng không? Cảm ơn Cương Thi. Thật sự nên mà bà cắt cái tay rất là điêu luyện nha mọi người nha. Kinh nghiệm nhà bà bán cho bao nhiêu lâu rồi Cương Thi? 4 tháng. Ôi ghét vậy. 4 tháng. Một cách rất là tự hào nha mọi người nha. 4 tháng. Mà có cái tay cắt rất là điêu luyện luôn. Một phần thì 30 ngàn rất là nhiều nha mọi người nha. Đó. Cái lá mía là cái nào ta? Cái lá mía hả? Lá mía là miếng này. À, lá mía là miếng này. Lá mía là miếng này. À. Nó cũng giống như gan, đúng không? Cũng giống như ăn gan. Ăn là nghe nó béo béo. Béo, đúng rồi, nó béo. Bây giờ mình đợi giờ chút xíu là giây phút cái nước lẩu phá lấu của mình nó sẽ chan vào trong cái ly của mình nha. Lá mía. Ăn kèm với bánh mì luôn. Đúng rồi. Tùy người, có người có người ta thích bánh mì giống như bà thích ăn mì gói đúng không? À. Có người lại bà thích ăn bánh mì. Ít chấm thôi. Vậy này bà ở đây bà bán 4 tháng vậy là bà có tình yêu gì chưa? Chưa có má ơi, chỉ còn độc thân. Ồ, vẫn còn độc thân nha mọi người nha. Cương Thi đang còn độc thân đó. Để bữa nào tôi rảnh á tôi làm mai cho bạn anh. Dễ thương á. Chủ đô vương. Trời ơi má ơi, thiệt tình luôn á má. Cái miệng phải nói con khỏi bán luôn á bà nội. Cái anh nó đẹp trai lắm má. Vậy em má. Giàu bá ghê vậy đó. Bà muốn lấy thêm cái người này tôi giới thiệu cho. Hai nữa bà. Bao tôi luôn, Hùng Lý. Hùng Lý không giấu. Chị em ta không má ơi. Lúc tôi nhắn số điện thoại của bà qua cho. Giàu hết sức. Trời ơi bà giỡn hoài. Hai cái người này đang hot trên mạng đó má. Rồi hai anh này đang chụp hình poster cho cái chương trình năm sau đó. Chương trình Nam Dương. Trời ơi ghé dễ sợ. Năm nay gặp Cương Thi rất là vui, tại vì bữa giờ rất là lâu rồi. Là kể từ ngày mà
Thi ăn bánh tráng nướng của Cương Thi ở ngoài chỗ Đô Vương thì bia tới giờ là Cương Thi là muốn qua Xuân Thi rất là lâu nhưng mà chưa có thời gian, và hôm nay là không có dịp luôn, tại chị em buôn bán là rất là khó gặp nhau, cho nên hôm nay là Cương Thi là sẵn tiện rồi mình đi luôn một lượt. Tại hôm nay là có ghé thăm Dung My với bọn Nhi, mà Dung My với bọn Nhi hôm nay là bận đi đi diễn rồi cho nên là không có qua bên đó được. Đó, bây giờ là chỉ qua ghé thăm Xuân Thi xong rồi mình sẽ về lại bánh tráng nướng. Hôm nay vẫn bán bình thường hả? Bán bình thường. Vẫn bán bình thường, ở bển là có chị Hai bán. Và hôm nay tôi thì đặc biệt nhất là từ hôm nay là tôi bỏ có hơi chút thời gian của mình để đi qua đây với bà. Đó, cảm ơn Cương Thi rất là nhiều. Thôi cảm ơn chị má ơi, chị em mình không mà buôn bán ai cũng có cái khổ riêng của mình hết. Chị em mình thấy dù bỏ thời gian ra chút xíu để mình gặp nhau thì nữa đâu có biết là mình sẽ gặp nhau nữa như thế nào nữa đâu. Thật sự là nếu mà không gặp là sẽ lâu lắm mới gặp được, cho nên mình phải gặp nhau trong cái thời gian này luôn. Ôi cái nước mà khi mà chan cho trong cái ly đó nó sôi nó rất là ngon nha mọi người nha. Một ly thì chỉ 30.000 thôi, và mọi người mà ai cũng muốn ăn có lấu á thì hãy đến cái địa chỉ là 45B Trịnh Đình Trọng, phường 5, quận 11 nha mọi người nha. Đó, đây là cái bàn tay của chị điêu liền quá nè. Ôi ví dụ chị mất cái giấy chị tạc thôi được không? Có được má, phỏng cái tay con má. Phỏng chúng cái là biết BD liền đúng không? Phải báo. Ôi chừng nào mà bà tạc luôn mà không văng ra là bà đấy nó mới hay nha. Rồi bà đưa tay vô coi được không? Không, tôi không có đưa cái này, kinh nghiệm của bà. Kinh nghiệm của tôi hả? Ừ. Lúc mà mình nướng bánh tráng đó bà có đưa cái tay vô luôn đó, tôi đưa đi nó luôn qua đặt lại luôn qua vậy mà cái bàn nó á cái hồng ông luôn, tôi chỉ nhìn tiếc từ xưa giờ rồi. Hay ghê vậy đó, trời ơi ghế chứ sợ. Rồi bây giờ mời mọi người đây, mọi người ơi, chuẩn bị chúng ta sẽ được ăn món phá lấu ba d, gọi là phá lấu đi đê nha mọi người nha. Đây cái ly này ly đầu tiên hả? Đúng rồi. Ở bên mình nó toàn bộ đó là ly chén của mình toàn là sử dụng một lần nha mọi người. À đó là tôi là bên đây là lấy sao bên phá lấu BD Xuân Thi là thật sự rất là kỹ càng, mà cơ sẽ khi mà ăn một lần rồi mình sẽ là bỏ luôn. Không gian gì nhá. Không gian. Có mì bên đó. Đó đó mọi người ơi. Đây là những chiếc đũa là mình sẽ tự đi mua hết cái thứ và mình ăn một lần mình sẽ bỏ luôn. Cho nên là rất là sạch sẽ và đủ rồi đó. Nha. Đúng rồi, đúng rồi. Thơm, rất là thơm luôn. Cái này là bà làm với nước dừa đúng không? Nước cốt dừa. Nước cốt bộ. Dừa đúng không? Ừ. Bánh mì thì mình gói ạ. Thật sự là nước cốt dừa khi mà mình nó xông lên cái hơi khói á, thật sự rất là thơm. Giờ tôi thi ăn thử nha mọi người nha. Nước cốt dừa khi mà mình nấu như là cái bá lấu á, mình bỏ bá lấu vô sau thì mình chan cái nước cốt dừa đó rất là ngon, nó thấm vô trong mấy cái giống như lá mía nè, nó thấm vô lá mía nè, mọi người cứ nhìn đi, đây là thấm vô cái vị lá mía thì nó làm cho lá mía mình càng béo hơn nữa. Lá mía đã béo rồi, bây giờ thêm cái nước cốt dừa cho nó béo hơn. Xuất sắc không bạn? Quá xuất sắc luôn, còn tự chỉ có BD mới làm được thôi, không ai làm được đúng không bà? Đúng rồi bà. Ừ. Cái gì cái chị em mình nha bà, cái gì cái chị em mình sáng đúng không? Đúng rồi, bữa rất là ngon luôn á. Nước mắm này là nhà mình làm luôn hả? Mắm mình là mắm me à, mắm này mắm me nha mọi người nha, để cô thấy chấm thử nha. Mắm me làm rất là ngon và hợp lý luôn. Mắm me ngọt, không có vị chua. Mình nói là me thôi nhưng mà thật sự không có vị chua trong đó mà nó rất là ngon. Cái ớt phải làm rất là nhiều, nhưng mình ăn chung với ớt, cái vị ớt sẽ xông lên chung với lại cái nước mắm á. Nói chung là ok nha, nếu mà cho tôi chấm điểm nha. Mấy điểm? 8 điểm rưỡi. 8 điểm
còn điểm rưỡi dành cho bên đây phải không? Rõ ràng. Hay lắm nha mọi người nha, thật sự là rất là ngon. 8 điểm rưỡi dành cho món ăn của Xuân Thi BD. Và còn 1 điểm rưỡi nữa tôi tặng liên cho bà đó. Thì em mình thật sự là tổng cộng là trên cái tổng thể bây giờ riêng bản thân Xuân Thi ăn thật sự rất là ngon. Thì không biết mọi người sẽ như thế nào, thì mong mọi người sẽ đến với lại địa chỉ là 45B Trịnh Đình Trọng, phường 5, quận 11. Thì mọi người sẽ ghé gặp cô chủ rất là xinh đẹp và dễ thương. Đó, cô chủ dễ thương lắm mọi người. Đó, cái tướng dễ thương lắm nè. Đó, bây giờ là bà đang bận bán đồ một chút xíu, mình sẽ trò chuyện cùng với lại cô chủ dễ thương của mình nha. Chút xíu mình sẽ quay lại cho mọi người nha.